Thay vì bắt buộc phải đến cơ quan công an, người dân được lựa chọn kê khai đăng ký bấm biển số xe trên ứng dụng định danh quốc gia, tức VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến. Đây là điểm mới khi thông tư 28 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Dù vậy, sáng ngày 1 tháng 8 năm 2024, ghi nhận tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 282 đường Nơi Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, vẫn có rất nhiều người tới chờ làm thủ tục đăng ký xe. Tại vì em cũng coi nhưng mà em không thực hiện được nên là em phải lên đây em làm. Sáng nay anh làm những cái bước như thế nào rồi? Dạ em đăng nhập VNID với lại lên cái cổng dịch vụ công này em làm nhưng mà em thấy nó bị không có vào được á, không biết nó nó bị lỗi mạng hay là như thế nào, hay là lỗi app. Có nhu cầu đăng ký cho xe máy mới vừa mua. Tuy nhiên, anh Tô Hoàng Anh vẫn không thể đăng ký thông qua VNEID, cũng như trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Dù cố gắng bấm nhiều lần, nhưng hệ thống nhập thông tin vẫn không phản hồi. Giống như anh Hoàng Anh, nhiều người có nhu cầu đăng ký xe gặp một số vấn đề khi đăng ký thông qua VNEID. Trong đó, một số trường hợp sau khi đăng nhập báo lỗi, một số có thể thao tác được. Sáng giờ chưa được nè, tôi đóng thuế, tôi khai thuế, tôi xong hết rồi nè, xe tôi cũng đem lên, tôi chụp hình luôn rồi nè, nó mà có đâu được đâu. Nó cứ báo lên là lúc thì không có gặp được hải quan, lúc thì thuế không có thông tin. Tất cả các cơ quan như Bộ Công an và thuế và hải quan luôn có đồng bộ với nhau là người dân rất là tốt, là khỏe, bây giờ nó không đồng bộ người dân khẩu. Bên cạnh đó, một số người dù nhìn nhận sự tiện lợi khi thực hiện kê khai đăng ký bấm biển số xe trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công, tuy nhiên vẫn có nhiều băn khoăn, lo lắng nên vẫn chọn hình thức đăng ký trực tiếp tại công an. Ví dụ như chuyển tiền, chị thấy rất là lo phận đó. Ví dụ mình chuyển rồi, mình báo chưa chuyển. Tại vì có một lần á, chị á đăng ký một cái xe, rồi sau đó cách đây 2 năm, cái thuế chuyển về gọi điện cho chị nói chị chưa đóng tiền. Chị rất là hoang mang cái đó. Chị bị rồi nên chị mới nói vậy. Cái thứ nhất, thứ hai nữa chị lo sợ một điều là như chị nhập số khung số máy rất là dài. Thì nhập sai thì có sửa lại được hay không? Hoặc cái thông tin địa chỉ của mình đó sai thì có sửa lại được hay không? Chị lo nghĩ vậy thôi. Còn ngoài ra nếu mà giống như người ta báo đài nói thì chị thấy ok, mà trước mắt chị thấy khó khăn là như vậy. Trong sáng ngày 1 tháng 8 năm 2024, đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng đã cử cán bộ để hỗ trợ hướng dẫn cho người dân về việc đăng ký qua VNEID cũng như dịch vụ công. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến với xe sản xuất lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc VNEID theo thông tư 28 của Bộ Công an. Quy trình đăng ký mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký phương tiện. Chủ xe không cần đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà. Ngoài thực hiện theo các bước trên ứng dụng VNEID tại nhà, thì người dân còn có thể đến các đội trạm cảnh sát giao thông để được hướng dẫn cách thức đăng ký. Đồng thời, hiện nay ngoài việc đăng ký qua ứng dụng VNEID, thì người dân vẫn còn có thể đến đăng ký trực tiếp tại các đội trạm cảnh sát giao thông như bình thường. Trưa ngày 1 tháng 8 năm 2024, thông tin từ đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lường Văn Khoa, 58 tuổi, ở bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, về tội tham mô tài sản, quy định tại khoản 1 điều 353 Bộ Luật Hình Sự. Theo đại diện Công an tỉnh Sơn La, từ năm 2017 đến năm 2020, bị can Lường Văn Khoa được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản A Má 2. Tuy nhiên, lợi dụng cương vị của mình, bị can đã ăn chặn hơn 53 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ cho cộng đồng cư dân và đội văn nghệ quần chúng của bản A Má 2. Hành vi của bị can Lường Văn Khoa đã phạm vào tội tham mô tài sản. Làm việc với công an, bị can cho rằng đã nhận thức được hành vi phạm tội và hậu quả mình gây ra. Vụ việc đang được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Mộc Châu điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Liên quan đến việc trùng tu chùa Cầu, một trong những biểu tượng của phố cổ Hội An tại tỉnh Quảng Nam, mới đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin nghi vấn về việc trên mái chùa Cầu có quá nhiều đĩa mới. Một tài khoản còn đặt nghi vấn mất cấp khi bảo tồn đối với các đĩa trang trí trên mái chùa Cầu, kèm theo đó là hình ảnh chùa Cầu trước và sau khi trùng tu để so sánh. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên về vấn đề này, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định, nội dung mất đĩa cổ trên mái chùa Cầu sau khi trùng tu được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin xuyên tạc, vu khống. Ông Phạm Phú Ngọc khẳng định toàn bộ đĩa mặt tiền dìm mái phần cầu được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến 80%.
hai đầu cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất hoàn toàn. Bờ nóc, bờ chảy các đĩa gốc bị nước nhẹ đã được xử lý và trả lại. Chi tiết cụ thể các phần này có hình ảnh hiện trạng đã chụp, ghi chép và hoàn thành thực tế. Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cũng thông tin lại rằng giải pháp tổ chức thi công trùng tu di tích Chùa Cầu được thực hiện với cách thức mẫu mực, áp dụng đầy đủ các quy trình, giải pháp thi công bài bản, khoa học, phù hợp các quy trình tu bổ, bảo quản các di tích gỗ đã được đánh giá, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn. Quá trình trùng tu di tích Chùa Cầu có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, khảo cổ học hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho hay, hình ảnh trên mạng có ác ý, không chính xác. Đĩa lắp trên Chùa Cầu sau khi trùng tu, hầu hết sử dụng lại đĩa cũ. Ngoài ra, đây cũng không phải đĩa cũ, mà đợt trùng tu năm 1986 mới xuất hiện. Ông Sơn cho hay, rêu móc là kẻ thù của di tích. Nguyên tắc bảo tồn thì sau khi trùng tu phải quét vôi bảo quản, mà quét vôi là phải quét màu nguyên gốc của nó. Thời gian nó sẽ phai màu, bạc màu như xưa, nếu quét màu rêu phong là làm giả. Ngoài ra, vôi quét xong khoảng một mùa là bạc hết. Nguyên tắc trùng tu thì phải quét màu nguyên gốc, chứ quét màu sẫm, màu qua thời gian là màu giả, không đúng bản chất. Cái còn trùng tu phải thứ nhất là phải giữ cho được cái nguyên tố gốc. Cái gì còn dùng được là mình phải dùng, giữ lại hết. Còn thứ hai là đảm bảo cái tính vững bền. Chứ trùng tu mà không vững bền thì làm sao mà trùng tu được. Và một vấn đề nữa là sau khi trùng tu thì cái yếu tố vững bền cho di tích lần này là chắc chắn nó sẽ tồn tại được rất lâu. Còn cái việc mà màu sắc thì cũng đã làm theo đúng cái hồ sơ nghiên cứu rồi. Nhưng dĩ nhiên là mới sơn mới phết thì nó phải tươi mới thôi. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, diện mạo mới của Chùa Cầu sau cuộc đại trùng tu đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó, nhiều người cho rằng việc trùng tu, đặc biệt màu sơn, đã khiến Chùa Cầu bớt cổ kính, di tích trở nên lạ lẫm so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khen công trình sau trùng tu vẫn giữ được vẻ nguyên bản. Riêng về sự cổ kính thì theo thời gian sẽ lại có màu rêu phong. Sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân và du khách, thành phố Hội An quyết định xử lý lại một số chi tiết nhỏ ở đà gỗ và chỗ vị trí dầm trắng dưới lan can Chùa Cầu bằng cách quét vôi có nước lót màu trắng để màu sẫm hơn so với màu trắng hiện tại. Còn về màu sắc của Chùa Cầu sẽ không có thay đổi.